Xin chào các bạn, đây là kênh youtube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem bản tin bóng đá của chúng tôi với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Ngày 6 tháng 12 tới, Urawaret sẽ có chuyến làm khách đến sân Mỹ Đình để gặp Hà Nội FC ở lượt cuối vòng bảng cúp C1 châu Á 2023-2024. Trước trận đấu này, thì đại diện Nhật Bản đang có phong độ không tốt khi chỉ thắng một trong 7 trận gần nhất. Điều đó khiến huấn luyện viên hiện tại của họ là Matias Goda sẽ quyết định chia tay đội bóng sau khi mùa giải 2023 của câu lạc bộ Uruguay kết thúc với giải đấu Club World Cup. Dù ông Matias Goda vẫn dẫn dắt Uruguay trong trận đấu gặp Hà Nội FC sắp tới, nhưng đội bóng Nhật Bản đã nhanh chóng tìm người kế nhiệm. Theo báo chí Nhật Bản, ba ứng viên sáng giá cho vị trí huấn luyện viên trưởng tiếp theo của đội bóng là Permatian Homo, cựu huấn luyện viên đội tuyển Na Uy cùng hai cựu huấn luyện viên đội tuyển Đức là Joachim Löw và Hansi Flick. Trận đấu Uruguay làm khách của Hà Nội FC sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 12 tới. Đây là trận đấu thủ tục với Hà Nội FC nhưng sẽ rất quan trọng với Uruguay. Nếu không thể giành chiến thắng, đại diện Nhật Bản sẽ bị loại từ vòng bảng cúp C1 châu Á 2023-2024 dù đang là đương kim vô địch. trước vòng 4 Village, VPF đã tổ chức buổi họp để rút kinh nghiệm cho các trọng tài về công tác vận hành va ở Village 2023-2024. Công ty VPF luôn tạo điều kiện để công tác trọng tài và đặc biệt là vận hành va đạt hiệu quả cao nhất. Trên tinh thần tất cả vì giải đấu, tôi đề nghị ban trọng tài, đội ngũ trọng tài và trợ lý trọng tài phải thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm nhóm nhỏ và tự trao dồi kỹ năng cũng như kiến thức của bản thân. Ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam, chia sẻ. VPF đánh giá công tác phối hợp giữa đội ngũ kỹ thuật trọng tài VA và AVA, vị trí các góc máy quay trên sân. Cách thức trao đổi giữa trọng tài VA và trọng tài chính vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục. Trong 3 vòng đấu tại Village, một số trận đấu có áp dụng công nghệ VA nhưng nhận về ý kiến trái chiều từ các đội bóng, người hâm mộ. Chúng ta mới ở giai đoạn đầu triển khai VA đội ngũ vận hành va còn chưa có nhiều kinh nghiệm. Quá trình làm việc sẽ phát sinh nhiều vấn đề mới, đòi hỏi các trọng tài sẽ phải nhanh nhạy, chủ động hơn để có thể xử lý tốt. Ông Nguyễn Minh Ngọc nói. Ở vòng 4 Village, các trận đấu giữa Hải Phòng gặp câu lạc bộ Công an Hà Nội, Hà Nội FC gặp câu lạc bộ Bình Định sẽ được áp dụng công nghệ va. Dạng sáng mùng 2 tháng 12, Anasser cùng Ronaldo có trận đấu quan trọng với đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở giải vô địch quốc gia Saudi Arabia là Al-Hinan. Anasser khởi đầu không tệ nhưng sau đó đã không thể chống đỡ được các đợt tấn công của Al-Hinan và phải nhận thất bại 0-3. Sau khi trận đấu kết thúc, các cổ động viên của Al-Hinan đã chọc tức Ronaldo bằng việc hát vang tên Messi, đặc biệt là khi CR7 tiến vào đường hầm. Có vẻ như đã quá quen với những lời chỉ trích. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã phản ứng một cách rất lịch sự khi gửi những nụ hôn gió lên khán đài. Sau trận thua dạng sáng mùng 2 tháng 12, Anacer đã để đối thủ bỏ xa đến 7 điểm trên bảng xếp hạng ở thời điểm giải vô địch quốc gia Saudi Arabia đã diễn ra được 15 vòng. Hôm nay mùng 2 tháng 12, giải ngoại hạng Anh 2023-2024 sẽ diễn ra những trận đấu đầu tiên của vòng 14. Đây cũng là thời điểm khởi đầu cho chuỗi trận thi đấu liên tục của các đội bóng tại giải đấu hấp dẫn nhất thế giới cấp câu lạc bộ. Theo đó thì từ nay đến ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, giải Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra liên tục 7 vòng đấu từ 14 đến 20. Trong đó thì 3 vòng 14, 15, 16 diễn ra chỉ trong một tuần từ nay đến ngày mùng 9 tháng 12 năm 2023. Bên cạnh 7 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh, Liverpool sẽ còn thi đấu thêm lượt cuối vòng bảng cúp châu Âu vào giữa tuần từ 12 đến 15 tháng 12. Ngoài ra thì Liverpool và West Ham sẽ còn trận đấu ở cúp liên đoàn vào ngày 20 tháng 12. Như vậy thì Liverpool phải đá đến 9 trận chỉ trong khoảng thời gian 31 ngày. Mật độ thi đấu dày đặc như vậy sẽ khiến các đội bóng phải toan tính về mặt lực lượng. Nếu không muốn có những trận xảy chân đáng tiếc khi số trận diễn ra trong một tháng sắp tới đã bằng gần 1 phần 5 mùa giải các bạn vừa xem bản tin bóng đá hãy like và subscribe kênh youtube của báo điện tử vov truy cập vào địa chỉ vov vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau